Với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày, 6 và 7 tháng 6. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa và đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phú Giáo đã đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương. Nhiệm kỳ 2019-2024, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã vận động được gần 6,8 tỷ đồng và đã chi cho các chương trình an sinh xã hội hơn 3,1 tỷ đồng, huy động hơn 15,5 tỷ đồng xây dựng 220 công trình phục vụ cộng đồng dân cư, xây dựng 55 mô hình xóa đói giảm nghèo, có 4.787 hộ gia đình tham gia. Trong nhiệm kỳ qua thì cái việc tuyên truyền là vận động nhân dân để thực hiện các cái phong trào, các cái cuộc vận động như thế thì phải nói đến giờ phút này thì là nhân dân là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự điều hành của nhà nước, cho nên là nhân dân đã tham gia là rất tốt các cái phong trào cũng như các cái vận động như trên. Phải nói là qua cái tuyên truyền vận động như thế thì là nhân dân cũng như các cái nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân đã ủng hộ là tiền cũng như là cơ sở vật chất rồi các cái nhu yếu phẩm để mà cùng với chính quyền là của huyện cũng như các xã thị trấn trên địa bàn để mà chăm lo cho các cái hộ dân khó khăn, hộ nghèo cũng như là công nhân xa quê. Thông qua công tác mặt trận, nhiều mô hình hay ý nghĩa xuất hiện và được nhân rộng như mô hình Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm, điểm sáng chấp hành pháp luật, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, an ninh trật tự, khu dân cư nông thôn kiểu mới, mỗi gia đình một vườn rau sạch, vân vân. Đồng thời, nhân dân đã đóng góp hơn 11.000 ngày công, hiến gần 170.000 mét vuông đất, các công trình trên đất cùng hơn 12,2 tỷ đồng tiền mặt, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn đô thị Phú Giáo ngày càng sáng xanh sạch đẹp, văn minh nghĩa tình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí vai trò của mặt trận, góp phần xây dựng huyện Phú Giáo trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, phát triển toàn diện, bền vững, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, Mặt trận các cấp huyện Phú Giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.